game today. Hello anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với những đội hình siêu cấp vô địch của Tuấn Cơm anh em nhé. Vừa qua thì mình có chia sẻ cái mốt bàn cờ cho các anh em fan Game Today. Thì rất là cảm ơn các anh em đã coi như là ủng hộ rất là nhiệt tình. Mốt bàn cờ với logo hình biểu tượng của kênh Game Today, hy vọng là sẽ giúp cho các anh em có thể tự tin trong cái quá trình chơi, leo rank của các anh em, tự tin và giành chiến thắng anh em nhé. Bạn Nhật Thành có hỏi: anh ơi cho em hỏi, giờ trong game em có 14k kẹo thì lên quay gacha hay giữ tiếp ạ? Rồi quay đi em, quay nhanh nhá. Thế anh em không bao giờ đọc thông báo trong game à? Ngày 26 của tháng 4, sau khi mà kết thúc cái mùa thứ tư ấy, là nhà phát hành Villa Game sẽ bỏ quay gacha trong game nhá. Wow, được lại cho hai con rồng. Mình có một cái trượng phép thuật, rất có thể là sẽ chơi được mết. Nói chung là nó cho thì mình mua thôi, chứ còn mình cũng chưa biết là chơi gì. Hiện tại thì nó cho hai con rồng thì là mình mua thôi. Giả sử như mà có thêm một con rồng nữa, Venom chẳng hạn, hoặc là con rồng Hunter Umbra, thì chắc chắn là sẽ có bộ rồng sớm. Chết rồi, không phải rồi. Ồ, vẫn có thể chơi mết được ở đây. Có Thunder Spirit từ rất sớm. Có lên lóc lại ở cái lượt này không? Ở đây còn thêm hai con nữa. Hai con mết nữa, nhưng mà hai con đấy nó chỉ có 2 tiền thôi. Mà cái round sau ấy thì mình được cộng 4 tiền cơ. Nên là thôi. Biết đâu round sau nó lại cho mình một con rồng. Chơi mết nhưng mà chưa có ma lăng. Không có ma lăng rồi. Có vẻ như là đang là sai đấy. Đây rồi. Trời ơi, rát tính toán. Thấy đã có tí dấu hiệu rồi. Có lẽ lấy cái cấm đánh luôn nhỉ. Nhưng mà cái vấn đề là cái viên ngọc ấy nó lại ở phía bên cái, đúng cái phần trượng phép thuật. Thế lại sao không cho mình cái viên ngọc ở phía bên này nhỉ? Thừa cái dây chuyền né tránh, nhưng mà cái viên ngọc thì nó lại ở phía bên đúng cái trượng phép thuật, rất cần cho cái bộ mết. Nên là vẫn chưa lấy được. Thậm chí là có thể ăn được bộ rồng rất mạnh ở giai đoạn đầu game nhá. Đấy, thậm chí là còn có thể, rất có thể là sẽ ăn được cái bộ này đây. Ăn được không? Ăn được một cái thằng 2 sao luôn. Ăn được luôn. Trời ơi, được của nó. Nên là xin trả lời luôn bạn I Love Music nhá. Bạn có hỏi mình là cái bộ nào thì mạnh nhất đầu game. Thì bộ rồng nhá. Bộ rồng là một trong những cái bộ mạnh nhất đầu game. Anh em vừa thấy là mình chỉ có 3 con 1 sao thôi. Nhưng mình ăn được team bạn với một con Taboo Witcher và một con Tức Ca 2 sao. Rất mạnh. Tất nhiên là bộ rồng mạnh thì nó mạnh thật, nhưng mà các bạn phải lên được 2 sao cơ. Còn nếu các bạn vẫn chỉ toàn những cái elite 1 sao ấy thì các bạn chưa thể đánh được chuỗi thắng đâu. Nên với giai đoạn hiện tại ấy, thì mình sẽ không có up level nhá anh em nhá. Mình sẽ tiếp tục là siêu tập thêm những cái con cờ phía dưới bàn cờ chờ để có thể đưa được lên 2, rồi mình mới có thể đánh được cái chuỗi thắng. Còn hiện tại thì vẫn rất là gọi là yếu. Đó. Khi anh em up cấp ý, anh em up cấp ý, ví dụ như anh em thấy là anh em có thể thắng được ở cái trận đầu tiên nhá. Trong khi đấy những cái quân bài của anh em ý nó vẫn chỉ là 1 sao. Thì khi anh em up cấp ý,
anh em sẽ không có tiền để mua quân bài ở dưới cái hàng chờ, dẫn đến cái việc là những cái round sau anh em sẽ thiếu bài và anh em ít có cơ hội lên được 2 sao hơn. Đó, cái kinh nghiệm là mình là cứ phải đầy hàng chờ đã, rồi mình mới up cấp. Còn lúc đấy thì có thể là up cấp để giữ máu cũng được. Ở cái lượt này đã có một cái nhà có cái con gấu từ rất sớm, mà khả năng là lượt này mình ăn. Khi mà ở đây là cái con Dragon Shining nó đã lên được 2 rồi, rất là mạnh. Đó, cái lượt sau mà có thêm một con Elite 2 sao nữa thì ồ, đây rồi. Đó chính là cái cơ hội để up cấp. Rất tốt. Chúng ta cứ nói chung ấy là cái giai đoạn đầu theo mình nghĩ là bạn cứ mua hết tất cả quân cờ mà bạn được cho là tốt nhất. Ở đây là thậm chí là mình còn có thể là mua thêm con súng. Nếu mà như cái lượt này mà mình thắng là mình sẽ bán con Skybreaker đi, mình mua con súng ngay để mình tận dụng được thêm bộ Hunter luôn. Cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà các bạn sẽ phải, nó giống như kiểu chơi xếp hình ấy. Mình sẽ mua con súng. Ok. Cái giai đoạn đầu nó rất giống như kiểu là trò chơi xếp hình, tức là các bạn sẽ phải ghép như thế nào để cho nó mạnh nhất có thể. Thì bộ Hunter cũng là một trong những cái bộ mà rất là mạnh vào giai đoạn đầu và giữa game. Cuối game thì cũng rất mạnh. Nói chung là cái bộ Hunter thì không có gì phải gọi là, nói chung là phải nghi ngờ về cái sức mạnh của nó cả. Bởi vì mình rất là thích chơi Hunter. Line up Hunter là một trong những cái line up mà mình rất là thích chơi. Từ trước đến nay, từ hồi Dota là mình đã thích chơi rồi, và chuyển sang Auto Chess thì mình cũng vẫn là thích chơi. Bởi vì cái bộ line up Hunter là một trong những cái line up mà nó dễ chơi nhất. Nó rất là dễ chơi. Nó có thể kết hợp được với rất nhiều những cái line up khác. Ví dụ như là kết hợp với cả bộ Exit này, rồi kết hợp với cả bộ Feather này, kết hợp với cả Warrior cũng được, và kể cả kết hợp với Clyde cũng được, rồi kết hợp với rồng. Nói chung là nếu mà bài ra như này ấy, thì rất có thể là sẽ chơi theo kiểu kết hợp với rồng cũng rất là ok. Anh em thấy không, cái thằng top 1 này, cái thằng top 1 nó up bài sớm trong khi nó không có Elite 2 sao, vì vậy mất chuỗi nó là điều rất là bình thường. Ở đây mình có một cái con Flaming Wizard. Cái mà mình tự tin nhất ý, mà nó khiến cho mình tự tin là mình chơi hay ý, đó là ở cái việc là mình có thể tận dụng được các cái quân bài mà mình được cho để tạo thành một cái bộ mà nó mạnh về cái giai đoạn late game. Như ở đây chúng ta có thể là một là chơi Hunter, hai là chơi Mage. Bây giờ thì mình cứ giữ bài thôi, sau đấy mình sẽ chuyển dần anh em nhé. Còn hiện tại thì mình đang tận dụng những cái con Hunter và kết hợp với cả bộ rồng, kèm theo đó là hai con Exit vào với một cái lượng đam rất lớn. Có thể nói là đội hình Hunter kết hợp với rồng thì là một cái đội hình mà nó lấy công để nó bù thủ. Chúng ta không cần cái hàng tanker luôn. Súng này. Bây giờ hiện tại là mình chưa biết chơi gì, nhưng mà mình sẽ tạm thời mình sẽ bán cái con Ormuzai đi. Bởi vì thứ nhất là mình lấy interest, thứ hai là sau đấy mình sẽ kiếm lại cũng được. Bây giờ hiện tại là mình sẽ phải, bởi vì không có slot nên là mình không thể làm mà mình ví dụ như mình nuôi con Ormuzai chẳng hạn, thì theo anh em là mình sẽ phải là lên 7 đúng không? Lên 7 để cho Ormuzai vào. Nhưng mà đến cái lúc đấy lên 7 ấy, thì chúng ta cho cái con Thunder Spirit vào thì nó còn khỏe hơn, bởi vì nó có cái chiêu xoẹt quạt nó rất là mạnh. Chúng ta không cần cái con ọc mơ dai. Ở đây chúng ta có cây gậy xung kích đây rồi. Quyết định không lấy đồ sớm rất là sáng suốt, khi mà chúng ta vừa có cái gậy xung kích mà chúng ta lại vừa có cái cấm đánh luôn. Chúng ta ghép cái cấm đánh cho Heaven Bomber thôi. Con này nó sẽ là tăng cơ, mình sẽ để phía trên làm tăng cơ. Nó bắn trưởng cái sau đó mất hết máu thì con Winter Wyvern nó sẽ
hồi máu luôn, nó sẽ đóng đá và nó sẽ lại bắn thêm một vài phát tên lửa nữa vào mặt đối thủ, rất là có lợi thế. Ui dồi ôi, gặp ngay một đối thủ mạnh như này. Ôi toang rồi, có ăn được không? Có ăn được không? Ăn được, vẫn ăn được. Là khỏe luôn. Gặp ngay thằng top 2 với rất là nhiều elite 2 sao. Có Flaming Wizard 2 sao nhưng mà vẫn ăn được. Ở lượt này cho Water Spirit 2 con. Tuy nhiên là bây giờ mình hết slot rồi. Thằng này tương lai nó sẽ chơi mết. Thằng này thì chơi gì đây? Cửa lại à? Thằng này chơi Hunter. Hunter hay Goblin? 4 con 2 sao, khỏe quá nhở. Ui mẹ gặp luôn thằng này. Trời ơi, thua rồi. Giờ này mất chuỗi rồi. Chán thế nhở. Đúng vào cái round, nó là cái round mà chỉ còn một cái round nữa thôi là có thể là up 7 rồi. Mà thằng này nó mạnh quá. Vãi cứt, lại còn đẻ thêm 2 con chim, mất 10 máu luôn. Thằng này nó có bộ Hunter xong là còn có bộ Aegisid. Tức là nó giống mình xong là còn 3 con 2 sao nữa. Toàn những cái con mạnh vào giai đoạn đầu game. Toàn những cái con thuộc xếp vào tier S ở giai đoạn đầu game. Xem nào. Ở bên sân của nó mình chỉ có bị mất một con thôi. Ui thằng này lên 7 nó đánh giống hệt mình luôn ạ. Hunter kẹp rồng. Nhưng mà nó có thêm 2 con mech 2 sao nữa. Trong đấy con Reaper nó rất là mạnh. Mẹ. Cái lượt trước mà không mất chuỗi thì lượt này phải áp được rồi không? Nói chung là chỉ bị thua mỗi thằng đấy thôi. Cái thằng Z 5 chuỗi thắng. Mà chưa có thằng nào qua đây nhờ. Cái thằng này vừa lấy bị mình ăn mà. Bây giờ nó kẹp được cái bộ mết vào rồi. Mạnh vãi đái luôn. Bây giờ top 3 đi qua hỏi thăm nhà nó xem nào. Để nó mạnh quá đáng. Mình thì thôi vì mình mất chuỗi rồi. Nên là mình thôi, mình giữ 50 tiền rồi up dần thôi. Chứ tầm này thì cũng chả đánh được chuỗi thắng rồi. Các cái con như con súng này chẳng hạn, hoặc là con rồng 2 tiền Umbra vẫn chưa lên được 2. Trong khi đấy thì cái con Aegisid Ranger thì bây giờ vẫn 1. Khả năng cao là chơi mết thôi. Vứt cái bộ Hunter đi thôi. Chứ còn bây giờ mà chơi Hunter thì toang đấy. Bắt đầu có những cái bộ như là bộ sát thủ bắt đầu là mạnh dần rồi. Hai thằng kia chảy sáng kinh quá. Hai thằng cùng nhau cháy sáng. Rồi, mất rồi. Khả năng là chơi mết. Chứ cũng chả chơi Goblin được. Soundbreaker cũng chưa có. Soundbreaker rồi thì Zipper chưa có. Thôi. Cái bộ Hunter này 3 con Hunter cho vào kết hợp với Aegisid thì mình cũng có thể giữ được một cái lượng máu ở giai đoạn giữa game. Dù có để lọt ấy thì cái lượng máu mất đi nó cũng không quá nhiều. Vì Hunter thì nó sẽ có cái con súng. Nó vỉa những cái con yếu máu trước. Những cái con yếu máu nó sẽ chết trước và nó sẽ hạn chế cái việc máu mất đi. Đấy chính là cái hay ở cái bộ Hunter này vào giai đoạn giữa game. Ở đây chúng ta vẫn chưa có cái đồ gì đáng kể ở đây cả. Mà nếu mà bây giờ mà chơi mết ý, thì nó vẫn đang thiếu ma lăng. Ở đây nó vẫn chỉ có một viên ma lăng thôi. Aegisid Ranger. Thêm con súng lửa vào. Con Aegisid Ranger ấy mà
nó không lên 2 được thì tí nữa mình cũng bán thôi. Thôi mình cứ lấy đồ trước cho con súng nhá anh em nhá. Để nó giữ máu. Bây giờ thì đằng nào cũng thua thôi, bây giờ gặp nhà nào cũng thua. Và chúng ta gặp cái nhà top 8 chơi Eco. Cái tên nó lên tất cả, Eco HHH. Rồi ôi. Thua luôn. Có thua không? Ăn được, vẫn ăn được. Chơi Eco hơi sâu rồi đấy. 16 vẫn chưa xả tiền. Trong khi đấy thì 28 máu. Giờ còn 25 máu thôi. Chắc không comeback rồi. Bây giờ chơi người ta không chơi Eco sâu như thế đâu. Chỉ rơi tầm khoảng 40 máu thôi. Chứ rơi vào 25 máu thì xoay sở hơi khó. Chúng ta bây giờ chúng ta lại mua lại con Orc Merzai thôi. Còn con The Saw. Con The Saw có mua không nhỉ? Thực ra thì bây giờ mua The Saw cũng được rồi. Đằng nào thì cũng lẻ tiền, lẻ 2 tiền anh em ạ. Đèn thế nhỉ? Vừa mới cho con Flaming Wizard ra thì gặp ngay con Tabu Witcher đánh vào thế nào. Không kịp gọi là làm gì luôn. Thôi được rồi. Thua vậy. Một con nữa được. Mất 2 máu. Đúng kiểu Eco thì chết rồi, lên 8 run 21 máu ạ. Đã run là run hết tiền luôn. Chơi bộ Clyde rồng. Chơi Eco là phải tìm cái con Dragon Clyde 2 sao. Chỉ dừng run khi mà tìm được dao Dragon Clyde 2 sao thôi. Mình bán hết những cái con Hunter đi để chuyển sang chơi mết thôi. Cùng với đó thì đối thủ Eco HH cũng là đã tìm được ra con Dragon Clyde 2 sao rồi. Hiện tại thì mình cũng đã form được cái đội hình 6m. Tuy nhiên là vẫn chưa có ra. Và chúng ta cũng cần có những cái con như là con Storm Shaman để chơi cái đội hình 6m. Nhưng mà lượt này có vẻ là ăn được. Ăn được không? Ui, vẫn không ăn được luôn. Con Hunter rất là trâu, con rồng Hunter rất trâu. Rồi. Orc Merzai lên được 2. Thôi bây giờ up dần rồi anh em ạ, up dần lên. Anh em thấy cái lượng máu của mình vẫn thua, mình vẫn thua đều. Tuy nhiên cái lượng máu của mình giữ là rất tốt. 75 máu, 75% ở round thứ 19. Bây giờ chúng ta cần đợi một con già. Nhưng mà giả sử không có già sao? Căn bản cái trận này ấy, anh em có thể thấy là rất là ít ma lăng. Chúng ta chỉ có gậy xung kích thôi. Đồ tăng sát thương phép. Tuy nhiên nếu mà không có ma lăng ấy thì chúng ta không thể tung trưởng nhanh được. Cái chính nó là cái đấy. Nếu mà bây giờ ấy phân tích một chút là cái món đồ cần nó là chính là hai cái xung kích để cho ít nhất là một là con già, hai là con Storm Shaman. Bởi vì cái trận này rất nhiều người chơi mết. Nếu mà chúng ta không có được hai cái xung kích ý, thì cái bộ 6 mét này gần như là toang. Bởi vì hiện tại mình không hề có BKB dành cho già. Mình đang nghĩ đến cái việc là có nên chuyển sang chơi một cái bộ khác không. Bình thường ví dụ như là chơi một cái bộ khác, anh em biết là ví dụ như chơi cái bộ gót chẳng hạn, chơi bộ gót, ba gót kết hợp với già ấy, thì cái con già nó chỉ cần đồ cho con già thôi là con già có thể bắn trưởng được, con già có thể cân kèo. Tuy nhiên ở cái trận đấu này mình không có xây dựng theo cái bộ gót. Bây giờ chuyển sang gót nó rất là khó khi mà bây giờ đã lên tới 8 rồi và không thể làm mà đi tìm cái con gót ở vua được đâu. Ở đây chúng ta có thêm một viên ngọc ma lăng, có rớt luôn này, nhưng mà lại không chơi gót. Mặc dù là chúng ta cũng có hai con gót ở đây rồi. Có nên chơi gót không nhỉ? Tạm thời bán Heaven Bomber đi lấy đồ cho God of Thunder. Vì chưa có con già nên là tạm thời cho đồ con God of Thunder.
Nếu mà có con già thì có khi là bán God of Thunder đi cũng lên. Đây chúng ta gặp cái thằng chơi Hunter kết hợp với rồng ấy đang top 2 đây. Lấy là mình cũng đang định xây dựng cái bộ này nhưng mà cuối cùng thì nó không ra được con súng 2. Cũng như là con Aegis Ranger thì vẫn một sao. Ra được mỗi con. Cũng không có ở Siren nữa nên là thôi mình bỏ qua luôn cái bộ đấy. Mình không chơi nữa, mình chuyển sang chơi mết. Nhưng mà tình hình chơi mết như này thì vẫn có vẻ hơi toang. Thật sự là như thế. Chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần ít nhất là chúng ta cần là một con Storm Shaman để giải quyết được một vài cái vấn đề liên quan đến cái bọn mết nữa. Hiện tại số máu của mình mới là 70 thôi. Từ cái lần cuối cùng mình nói chuyện với anh em thì nó là 75 thì phải. Và bây giờ nó vẫn là 70. Giữ máu rất tốt. Mặc dù là có thể là giai đoạn này là mình khá là yếu so với những cái nhà khác. Tuy nhiên là những nhà khác thì họ gặp nhau ấy thì họ sẽ đánh nhau và giết nhau thôi. Với một cái lượng máu nhiều như thế này thì mình có thể thoải mái. Mình chơi đến late game. Ở đây đã có một nhà lên bảng điểm số rồi. Thực ra nhà ngoan chơi ẹp ấy, xả tiền như thế là nó hơi bị muộn. Ở đây mình có thêm một cái búa sét. Không có thêm một xung kích nữa nhỉ. Chơi ẹp ấy thì feather ấy, cái bộ feather ấy thì anh em phải xả tiền sớm. Xả tiền vào khoảng round thứ 16 tìm các cái con Ulysses 3 sao cơ. Chứ nếu mà xả round thứ 23 ấy là lúc đấy cái level của mình nó cao rồi, nó tìm những cái con như Taboo Witcher hay là tìm những cái con 2 tiền như là con Whisper Seer hay là con Wattwork Set rất là khó. Cái bộ đấy là nó phải dọn được cái bàn cờ gọn gàng. Nói chung là tầm lên level 8 là nó phải gọn lắm rồi. Tức là nó gần như là nó những cái con nó lên 3 sao hết rồi. Chỉ cần là lên 8 và kẹp thêm con gấu vào thôi. Ở đây chúng ta lại gặp El Lilo. Có vẻ như là đang có dấu hiệu là xả hết tiền. Chơi bộ Hunter kết hợp với rồng đây. Một trong những cái bộ mà mình rất là thích chơi. Đây nó chính là cái bộ đầu tiên mà mình giới thiệu cho anh em ở cái meta mới. Khi mà xuất hiện con rồng 5 tiền. Tí nữa thì sẽ thay con Velom bằng con rồng 5 tiền thôi. Bom à? Bom. Có nên mua con bom hay không? Bởi vì thực ra ấy, trong đầu mình đang nghĩ đến một cái bộ mà nó rất là phù hợp với cái trận đấu này. Khi mà mình chơi mết ý, mà mình pick bom thì cái con bom này nó chỉ có một cái tác dụng là như thế này. Ví dụ như chúng ta gặp những cái bộ như là bộ ẹp chẳng hạn, bộ ẹp Hunter hoặc ẹp Assassin hoặc là cái bộ 6 Assassin đấy, thì chúng ta rất là cần con bom. Nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề liên quan đến cái việc là những cái bộ đó nó kẹp thêm 4 Marine vào. Thì chúng ta cần cái sát thương là sát thương vật lý để tiêu diệt những cái con có máu thấp. Cụ thể trong trận đấu này chính là những cái người chơi ẹp, những cái người chơi Feather và những cái người chơi Assassin. Tuy nhiên là cái người chơi Feather thì đã lên bảng điểm số rồi. Còn Assassin thì cũng đang ngoắc ngoải. Chúng ta thấy là thua liên tiếp 2 trận. Từ top 3 là bây giờ đã xuống là top 6 rồi. Cái người vị trí là Chapman thì đang sắp là lên bảng điểm số rồi. Mà mình nghĩ là không lật được kèo đâu. Ở đây chúng ta có cái con Storm Shaman. Tuy nhiên là cái con Storm Shaman này nó lại không có xung kích. Vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Mình sẽ lên 10 luôn ở cái round này. Round này mình sẽ lên 10 luôn. Đến đây nhiều anh em sẽ bảo là sẽ rất là đáng tiếc khi mà mình không mua con bom. Nhưng mà anh em hãy tin mình đi, là cái trò này mình nghiên cứu rất là kỹ. Ở trong cái thế bài ấy, cái game nó như thế này ấy, con bom nó không có tác dụng nhiều đâu. Thứ nhất ý là không có BKB. Nếu mà chơi mết ý thì bom sẽ không đặt được bom thì đã chết rồi. Đứng lên trên cao thì sẽ bị human. Còn nếu mà chơi với cả bọn Clyde ấy, thì lại càng chết bởi vì nó không thấm. Cái giáp của bọn Clyde nó rất là to. 6 Clyde mà bật giáp lên thì có khi lổ bom thì không mất máu. Ồ, đưa lại cho con Grimchok với cả con Dragon Clyde. Vậy là chúng ta có thể chơi đội hình 6 rồng được không? Chúng ta vẫn còn thiếu một con rồng nữa. Chỉ cần tìm thêm một con rồng nữa thôi.
Velom hoặc là con rồng hai đầu 5 tiền thôi. Luôn thôi. Chúng ta có thể chuyển sang chơi bộ 6 rồng rất là ok. Ui, sao thằng ẹp lại vẫn còn sống thế này? Thôi chết rồi. Thế là mình để sót với một thằng chơi ẹp vẫn còn sống. Mình tưởng chỉ có một nhà chơi ẹp, không ngờ lại có thêm hai nhà chơi ẹp. Ui xong. Sai lầm quá. Không hiểu sao lại bị lọt mất một cái nhà này chơi ẹp mà mình không để ý. Mình tưởng thằng mỗi mình thằng ngoan chơi ẹp thôi. Rất tốt, Dragon Clay đã lên được 2 sao rồi. Vậy là chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần tìm một con nữa thôi. Giờ mà không cho được cái con rồng 5 tiền thì cho con Velom cũng được. Già lên được 2. Đéo có nhờ. Luôn hết mẹ tiền rồi. Velom không có luôn. Toàn mất. Chết rồi, gặp cái bộ này có ăn được không đây? Thằng này nó 6 Clay. Giáp rất trâu. Này chơi Eco mà comeback rất là mạnh mẽ đây. May quá. Mất có 5 máu thôi. Wow. Thằng Eco SH này comeback kinh khủng thế nhờ. Lấy 21 máu, bây giờ vẫn 21 máu ạ, lên dần này. 8 trận thắng liên tiếp rồi. Velom không cần được ra không Clay. Run phát lửa. Điếu có gì ạ? Cày thật sự đấy. Chỉ cần một trong hai con rồng thôi mà cái con Velom nó có khó gì đâu mà sao không ra được một con nào ạ? Từ đầu game đến giờ, trong khi có rất nhiều người đang chơi Clay rồng ở đây. Khả năng cao nếu mà không ra được rồng thì lại phải chuyển bài thôi. Không chết. Cái thằng S1 ý, cái thằng 1ST ấy, nó đã chết rồi. Thằng ấy chơi ẹp. Venom. Velom mày ở đâu? Ra đây. Đéo có Velom. Hết hy vọng. Đổi đội hình thôi anh em. Chúng ta sẽ chơi đội hình 9m vậy. Vãi cứt thật. Game này không ra một con Venom nào ạ. Từ đầu game đến giờ luôn hết cả tiền, không ra một con Venom nào. Vãi cứt thế nhỉ. Ôi chơi 9m vậy. À 9m thì lại không ăn được cái bọn mết này. 9m thì chỉ ăn được những cái bọn khác thôi. Phải nói thật với anh em ý, là chơi cái đội hình 6 rồng trong cái trận đấu này nó hợp vãi cứt ra luôn. Mà đéo ra nổi một con Venom nào ạ. Ra một con Venom đi. Tớ được top 1 trận này nhá. Ades. Vãi cứt thật. Vừa gọi tên nó ra thì nó ra luôn. Thôi. Thế trận này lại đẹp trai. 6 rồng 6 mét. Cho con Amdra vào. Vứt con nào đi đây. Chắc là cho con rớt. Con rớt ra. Chứ còn con Thunder Spirit thì nó cũng khá là khỏe. Nó còn thêm tăng cơ nữa. Tí nữa cái con rớt nó lên được 2 thì mình sẽ cho vào. Cho vào và thay cái con Thunder Spirit ra. Ở đây chúng ta có một cái kháng phép. Lấy luôn đi. Chống cái bọn phép. Chúng ta sẽ tìm con rớt. Dark Spirit không để làm gì cả. Squire. Cái con Squire này mình sẽ pick bởi vì
Rất có thể là đối thủ sẽ lấy cái con Squire để counter lại mình. Vì thế mình sẽ mua để giam cái con Squire này lại, không cho đối thủ mua được. Rồi chúng ta gặp cái bộ Hunter kết hợp với cả rồng ở đây. Tuy nhiên cái hàng Hunter thì cái con súng nó đã bị Venom nó khạc vào. Hai lần bị khạc khiến cho con súng nó không thể nhấc súng lên nó bắn được. Và mình đã thắng được cái lượt này. Cái con rồng 5 tiền thôi bỏ qua luôn anh em nhé. Không nuôi được đâu. Thà là mình sẽ nuôi con Umbra lên 2 thì nó ok hơn. Con rồng 5 tiền nếu mà lên 2 là nó phải mất tới 15 tiền cơ. Và chúng ta thì không có nhiều thời gian như thế. Lượt sau là mình gặp thằng Clyde. Tuy nhiên là mình sẽ không xếp counter thằng Clyde. Mình sẽ xếp counter thằng Z, thằng trên mết ấy. Thằng đấy nó mới là nguy hiểm. Còn thằng Clyde rồng đây, gặp thằng Echo HH chơi Clyde. Nhưng mà thằng này không nguy hiểm bằng cái thằng mết đâu. Vì ít ra thì mình cũng có thể là bị thua đấy, nhưng mà mất nó sẽ ít máu hơn cái thằng kia. Còn nếu mà mình thua cái thằng mết ý là chắc chắn là mình đi luôn. Rất may ở cái lượt này hòa hay lắm. Round trước là mình tính là mình qua nhà mết thì mình sẽ xếp để giết chết nhà thằng mết luôn trong cái round trước. Tuy nhiên là mình đã không qua nhà mết mà mình qua nhà Hunter. Vì vậy trong cái round này mình sẽ gặp thằng mết ở trên cả hai sân. Bán roll lốt ra con rớt. Rớt. Không có rồi. Lượt này mình sẽ gặp mết nên là mình cũng không phải xếp gì cả. Không phải xếp lại bởi vì lượt trước là mình đã xếp để counter lại mết rồi. Nào, chúng ta gặp bộ mết ở đây. Storm Shaman của quân địch chưa kịp tung trưởng thì tất cả quân địch đều nằm trong Static Storm của quân mình. Giấy đành đạch thôi xong. Quá đơn giản. Hay lắm. Thế là cái thằng đáng sợ nhất đã ra đi rồi. Và bây giờ thì chỉ còn có hai cái bộ nó đơn giản hơn cái bộ mết rất nhiều. Đấy chính là Light Up Hunter và Light Up Clyde. Ô, thằng Clyde cũng đã đi rồi. Vậy là chỉ còn thằng Hunter thôi. Rớt đây rồi. Chúng ta còn một con rớt nữa thôi. Bán hết những cái con này đi để luôn ra con rớt. Một phát nữa không được rồi. Vẫn chưa có rớt. Càng này rất là cay khi mà chưa ra con rớt 2. Chúng ta đang có một cái xung kích ở trên người con rớt. Xếp lại đội hình. Bây giờ là được cái đội hình bo thôi. Đội hình bo góc. Bây giờ chúng ta sẽ bo góc. Cái con súng thì chắc chắn là kể cả có BKB thì vẫn phế thôi. Khi mà nó bị con Venom nó khạc vào mặt. Sau đó thì kể cả có nhấc tay được thì cái con... Đấy anh em thấy không? Nhấc tay được lên thì là Flaming Wizard cho thẳng vào mặt một cái Laguna Blade. Đối thủ vẫn chưa chết, đối thủ vẫn còn một máu. Vậy là chúng ta kéo đến round thứ 36. Có khi nào round 36 nó lại có một cái món đồ gì đấy nó làm cho khắc bọt không nhỉ? Sợ nhất là cái việc là con súng có thể nó lên 3. Rất là căng thẳng ở đây. Chúng ta rất cần một con rớt nữa. Con rớt ơi, mày lên cho tao thêm một con nữa thôi. Còn trước vô địch thì nó đã gọi là nó đã trong tầm tay gần lắm rồi đấy. Cho một con rớt nữa thôi nào. Thực ra nếu mà cái đội hình của mình nó vẫn gọi là cái đội hình mết anh em ạ. Cái đội mình hình mết thì lúc nào nó cũng sợ bộ Hunter. Cái bộ Hunter nó làm cái bộ mà chuyên để counter bọn mết đấy anh em. Tuy nhiên cái trận đấu này mình đã làm rất tốt khi mà mình đã kết thúc cái trận đấu ở rất sớm. Rớt. Rớt. Nếu có. Hiện tại mình không có rớt 2. Và mình chơi cái đội hình rồng này thì sau round thứ 35 là nó bắt đầu nó yếu đi rồi. Nó yếu đi nhiều á. Đội hình này nó chỉ mạnh ở giai đoạn giữa game thôi. Còn về late game thì nó sẽ yếu đi. Yếu hơn những cái bộ mết thuần. Tốt nhất là kết thúc trận đấu trước round thứ 40. Thôi xong rồi. Một cái vẩy mực trượt của con Grimchok đã khiến cho cái đội hình của mình toang trong cái lượt này. Thôi xong. Thua. Thắng rồi. Ngon. Đánh thêm mấy rau nữa là thua đấy. Mẹ sợ vãi hết cả cứt luôn.
Đéo gì, nhưng phải công nhận là trận này mình đánh hay thật. Tính toán từng round một, xếp từng cái đội hình một, đưa cái thằng bên ra đi trước, sau rồi là coi như là còn lại là thằng Hunter kết thúc trận đấu trước round thứ 37-38. Chứ còn mẹ thêm 2 round nữa chắc toàn. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Anh em thấy hay thì để lại cho mình một like động viên để mình có những cái động lực làm tiếp những cái video tiếp theo dành cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.